chào các bạn nha. Giờ mình lại test thêm một lần nữa con văn heo này cho các bạn xem sức mạnh của nó kinh khủng khiếp như thế nào các bạn nhé. Các bạn muốn biết như thế nào thì các bạn hãy theo dõi hết video này của mình nha. Tiếp tục phát này mình hãy gắn tên cho các bạn xem. Với đội hình là một pháp sư và ba AD và một đấu sĩ nhé. Trận này đánh cho tem bạn tan tành, tem bạn cũng 2 AD và